Hello, dạ em xin mến chào quý vị. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh kể chuyện của Ngọc. Thì đến với chương trình này thì em xin phép gửi đến quý vị những cái câu chuyện ngắn. Và ngày hôm nay là một câu chuyện rất rất đặc biệt. Câu chuyện gì mà em lại nói là đặc biệt? Cô thì trắng nõn, cô thì ghẻ không. Trời ơi, đọc xong cái tiêu đề là ai cũng cảm thấy là vô cùng tò mò, không biết là bữa nay Ngọc nó kể cái gì cho mình nghe đây. Thì mến mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này đầy kịch tính. Thôi cũng nói là nói về chuyện vợ chồng luôn quý vị, nó mặn dữ lắm luôn. Đừng xem clip này nếu ổn của bạn quá trong sáng. Thì em hay nói vui vậy đó. Thì em mến mời quý vị cùng lắng nghe cái câu chuyện của em nha quý vị. Thì có một cặp vợ chồng này, coi như là cái cô này cổ rất là đẹp, mà anh chồng thì hai vợ chồng mà đang sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Chồng rất là thương vợ, vợ thì vô cùng yêu chồng. Hai vợ chồng ta nói là thương yêu nhau dữ lắm, say đắm luôn. Dùng từ say đắm cho nó đúng đi ha. Thì bỗng nhiên, tự nhiên ông chồng không biết làm sao nữa, ông bị cái bệnh nan y. Mà bác sĩ ta nói ai cũng lắc đầu, bác sĩ chê, bác sĩ trả về, bệnh viện trả về luôn. Người ta nói là anh này chắc sống còn có 1 tháng nữa, bệnh lạ, anh này bị bệnh lạ, không biết sao mà anh bị viêm phổi, bệnh lâm hết chân á, chắc còn có 1 tháng nữa là anh qua đời đó, cho nên là chị chuẩn bị tâm lý đi. Trời ơi, tự nhiên chồng mình đang khỏe mạnh, hai chồng đang sung sức, đang yêu đang nhau say đắm, tự nhiên cái đùng cái ông chồng ổng bị nan y vậy đó, không có qua khỏi. Thổi thử coi người vợ nào mà chịu nổi cái cú sốc này, cho nên là cô vợ rất là đau đớn, muốn dùng hết tài sản của mình để chữa bệnh cho chồng đó, chú vợ chung thủy chồng vậy đó, nhưng mà vẫn không có được. Thì thuốc tây không được thì bây giờ qua thuốc nam. Thì cổ mới nghe người ta đồn đâu trên núi đó có cái ông thầy vậy đó, ổng hay lắm, ổng chữa bệnh bách bệnh luôn, bệnh gì mà khó khó nè là tới ổng một cái thôi là ổng chữa là hết liền. Cho nên là cái cô gái này bắt đầu cổ là kêu bằng là hả, cổ mới lên đó cổ gặp cái ông thầy này đó. Thì cái ông thầy này ha, là ổng coi như là ổng mới nói bây giờ á, cô nghe lời tôi, cô về cô bận cái áo đầm mà xanh màu đỏ mà nó xuyên thấu á, áo đầm mà gọi là nó váy mà nó càng ngắn càng tốt, để nó đưa cái cặp đùi của cô ra. Ủa vậy chi vậy thầy? Thì cô phải làm như vậy để cho cái ông chồng của cô ổng nằm ở trên cái bắp đùi của cô đó, thì tự nhiên là ổng sẽ hết bệnh đó. Cô nghe lời tôi, cô làm gì đi, rồi cô sẽ thấy bao nhiêu người ở đây là bệnh nan y, chồng gần chết lại tới tôi một cái là tôi chữa là hết liền. Vậy hả thầy? Trời ơi, đội ơn thầy, trời ơi, may thầy phước chủ hơn quá, con gặp thầy là coi như phước đức ba đời vợ chồng con để lại, thôi con xin gửi thầy ít tiền. Rồi cái cô này cũng về, cũng nghe là ông thầy này cũng mới đi ra ngoài chợ á, cổ mua mấy cái bộ đồ mà đầm mà dạng như dây này đồ, ư này đồ đó, màu hồng, màu đỏ, màu trắng, rồi có các màu các kiểu, mà cái váy nó ngắn, mà cái tánh cô này đó giờ thì cổ không có thích mận những cái trang phục như vậy, nó kỳ quá, tại vì cổ là cô giáo mà, cho nên là cổ bận đồ áo dài đi dạy không, mà kính cổng cao tường dữ lắm, đi ra đường là tao nói áo sơ mi này nọ đồ, chứ đâu có mà biết cái cách ăn bận vậy đâu. Cho nên là bây giờ mình cứ thử mình phá cái phong cách mình bữa phá lệ đi, mình bận rồi biết đâu được cái chồng mình á ổng hết bệnh sao. Cho nên là cổ vì chồng nên cổ làm tất cả mọi thứ. Và khi mà cổ bận á thì tối hôm đó đó thì cổ cũng để ông chồng trên bắp đùi của cổ, mà chồng cổ giờ yếu dữ lắm luôn, không ăn nổi. Ổng không có ăn gì, ổng uống nước ổng còn ói lên ói xuống nữa. Coi như là chồng cô này yếu dữ lắm rồi, chắc là cũng gần đi rồi. Thì cổ mới để bắp đùi ông chồng á, thì trời ơi, ổng nằm trên bắp đùi của cô này thì ổng cũng mệt mệt, nhưng ổng cũng mở mắt ổng dòm, thì ổng thấy đùi chị vợ ổng xong mà nó trắng mà nó hồng mà nó mịn, thấy thương lắm. Thì cổ cũng lấy cái tô cháo mà cổ nấu bào ngư, cháo gọi là cháo cổ hầm với mấy cái con mà sò lông, sò điệp rồi đó, cái cho nó bổ đặng chồng mình ăn đặng khỏe đó. Thì mấy đút nói anh ơi, anh ráng anh ăn đi, anh nằm bắp đùi em nè, anh ăn đi để mà cho nó mau hết bệnh, để vợ chồng mình còn say đắm hạnh phúc nữa. Thì anh chồng cũng hước hước lên mấy cái, thì cũng hả miệng ra đút. Trời ơi, mấy bữa kia ổng đâu có ăn, sao bữa nay ổng ăn hết muỗng cháo này tới muỗng cháo kia. Cái ổng cũng như ổng
ổng dành vô không biết sao mà ông chồng mình bữa nay ổng ăn được cháo ta. Công nhận cái ông thầy này ổng chỉ mình cái cách này hay quá. Thì ông chồng ổng vừa nhìn bắt đùi bà vợ mà ổng vừa ăn cháo. Thì ông cô vợ mới nói chứ anh ráng anh ăn đi chứ không thôi là cái bắp đùi đẹp thì của em á, khi mà anh mất rồi anh qua đời rồi thì em đâu có ở gì được, tại vì cái tuổi của em nó còn phơi phới quá, em chắc em phải đi lấy chồng quá. Em nói vậy tôi chưa chết mà em nói gì, cái bắt đầu cái anh ghen ha anh, thôi anh ráng anh ăn đi rồi để mà anh sống anh với em với vợ con, để mà cái bắp đùi này nó mãi mãi thuộc về anh nghe không anh. Ông chồng nghe xong ông nuốt từng cũng cầm miếng tô cháo ông nuốt hết luôn. Mấy ngày sau tao nói ông ăn ông mạnh như thần, cái ông đi ông hết bệnh luôn. Trời ơi, công nhận cái ông thầy này ông hay quá. Tự nhiên ông chồng mình gần qua đời mà giờ ông sống ông mạnh như trâu rồi đó. Hai vợ chồng tao nói hả, giống như là hồi xuân luôn, quá trời, một ngày làm mấy lần luôn đó. Thì gần đó đó có cái cô này, cổ thấy là sao cái cô này cũng có cái hoàn cảnh giống mình quá, mình cũng chồng mình cũng đang bệnh nữa, mà nghe nói đâu cô này cũng có cái bí kíp gì mà không biết ông chồng tự nhiên bác sĩ chê trả về rồi, gần coi như là gần làm đám cho ông chồng rồi, tự nhiên ông chồng hết ổng sống vậy. Bây giờ chồng mình cũng dạo này sao ổng bị bệnh nan y gì không biết nữa, không biết bệnh này có lây không mà sao nó lây của chồng mình. Giờ ông chồng của cô này cũng người ta phán là còn có chừng 20 ngày nữa qua đời đó. Trời ơi, cái cổ mới buồn quá, cổ mới lại cổ mới cầu cứu với chị này, cổ mới nói chị ơi sao tôi thấy chị á chồng chị bữa yếu lắm mà sao chị làm cái cách nào, chị uống thuốc gì, thuốc nam gì mà hay quá, thật chị có thể chỉ tôi không để tôi cho chồng tôi uống. Cái bà này mắng như chị em phụ nữ nhau mà đâu có giấu giếm gì, mới nói ra sự thật là nằm bắp đùi vậy đó, bận áo đầm vậy đó. Cái bà này bà nghe trời ơi sao dễ vậy, thôi để đây tôi về tôi làm theo chị coi làm sao, cái cách này hay lắm, ông thầy trên núi ông chỉ tôi đó. Rồi cảm ơn chị nha, tôi về. Thế về cái cô này bắt đầu là cổ cũng mua áo đầm ư đồ y chang bà kia luôn, thì cũng để nằm bắp đùi. Cái ông chồng bà này cũng hớt hớt lên, cũng gần đi rồi, cũng hấp hối dữ lắm rồi, cũng không ăn không uống gì á, cha này cũng vậy luôn, không biết sao bệnh y chang cha kia vậy đó. Mà sao mà cái đùi của ông chồng bà ổng nằm lên bắp đùi của bà vợ này á, sao bà vợ này cái đùi bá, nói thiệt cũng phải nói chứ đùi bá ghẻ không. Ông chồng ổng bình thường đâu có để ý, bữa nay ổng bệnh rồi mà được nằm bắp đùi con vợ nữa, cái ổng mới để ý thấy còn đùi vợ ghẻ không. Cái đầu cái ông chồng hước hước lên vậy chết luôn. Cái cô vợ này có tức quá chứ, nó trời con nhỏ kia nó chỉ mình tập bậy tầm bạ sao mà chồng mình nó vừa nằm bắp đùi mình nó tự nhiên là ổng chết luôn, người ta ổng đứt hơi luôn, chưa kịp chăn chói luôn. Cái quảng hồn á, cổ đi cô kiện có làm đám tang trong chồng xong qua cô kiện cô kia, nói tại chị hả ăn ở ác quá, chị tôi hỏi chị thương tôi thì chị chỉ, không thương thì thôi, chứ có đâu chị bậy chị bạ sao mà tôi để chồng tôi nằm bắp đùi tôi, sao mà ổng hức hức lên mấy cái ổng chết luôn. Bây giờ tôi thưa chị ra ngoài quan tòa để tòa xử chị. Thế ra thưa thì thưa mà thiệt bà kia bà để nằm bắp đùi, mà bà kia cái đùi chồng bà chồng bà thấy cái đùi bà trắng quá thì thử đã sống lại, còn bà nội này rẻ không, thành thử ra chồng hức hức chết luôn. Cái ra mới thưa quan tòa mới xử. Thì cái đầu đuôi câu chuyện kể xong vậy đó, thì khi mà ông tòa ông nói bây giờ hai bà dính bắp đùi tôi coi thử coi, thì quả thật là cái đùi bà kia tao nói trắng hồng mà mịn mà đẹp, trời ơi nhìn thấy thương. Rồi qua bà nội kia bà dở lên ghẻ không, ông quan ông muốn lên bằng xong luôn, ông bà đau tim ổng nói trời tôi làm mệt luôn, tôi thấy cái đùi bà tôi làm mệt luôn, hỏi sao chồng bà nó không hước hước nó qua đời mới uổng, trời gặp tôi muốn chết theo luôn nè. Tại bà đó, tại bà chồng bà chết chứ không phải tại mẹ này, nghe không? Bà thưa cái gì nữa, ai xử cho bà hả? Tôi hỏi bà đó, bà nhìn, bà tự bà nhìn đi. Em kể câu chuyện cho vui nha quý vị. Câu chuyện này nó không có thiệt, nhưng mà em sưu tầm những câu chuyện như vậy để mà làm vui cho cuộc đời. Em kể cho những ai mà cũng có cái sở thích giống như em, cũng thích nghe những câu chuyện ngắn mà vợ chồng mà mặn mặn mà nó tiếu tiếu vậy đó quý vị. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những clip tiếp theo nha. Xin chào.